quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chân dung hai người vợ đầu có nhan sắc như hoa như ngọc lại cực kính tiếng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dù chia tay nhưng đến nay, cả hai người vợ đầu vẫn xem nam nghệ sĩ là tri kỷ và ứng xử đẹp trong cuộc sống. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được mệnh danh là ông vua cải lương với vô số vai diễn chinh phục khán giả nhiều thế hệ. Giọng ca ngọt liệm của anh khiến bao lớp khán giả mê đắm. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của anh khá lận đận khi trải qua 3 lần đò mới tìm được bình yên. Một điều khiến ai nấy khâm phục anh là dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với hai người vợ cũ. Khác với nghệ sĩ ưu tú Trinh Trinh, hai người vợ trước kia của Kim Tử Long lại sống khá kín tiếng, nhưng nhan sắc lại nổi bật không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào. Người vợ đầu định cư tại nước ngoài. Năm 32 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên xe hoa và có cô con gái là diễn viên Hoàng Kim Phụng, nghệ danh Mai Ca. Sau khi kết hôn, Kim Tử Long vẫn mải mê với công việc. Anh liên tục có những chuyến đi diễn biền biệt xa nhà vì anh suy nghĩ khá đơn giản là chỉ cần mang tiền về là đã chứng minh được tình yêu, đã là người chồng tuyệt vời. Cũng từ đó những mâu thuẫn dần dần nảy sinh vì sự khác biệt từ suy nghĩ đến tính cách giữa hai vợ chồng. Cứ thế cả hai xa nhau như chưa bao giờ có một tình yêu nồng thắm. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, cặp đôi chia tay trong tiếc nuối. Người vợ đầu của anh sang nước ngoài định cư và để lại cô con gái cho anh chăm sóc. Cô xuất hiện lần đầu trước giới truyền thông bên cạnh Kim Tử Long là vào ngày cưới của con gái đầu lòng vào giữa năm 2017. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù đã ly hôn. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn giữ nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Người vợ thứ hai là em gái danh thủ Hồng Sơn, xinh đẹp quyến rũ. Sau tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, vài năm sau, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mới mạnh dạn mở lòng yêu và cưới thêm một người phụ nữ. Người vợ thứ hai của ông là Nguyễn Cẩm Tú, em gái một cầu thủ nổi tiếng Hồng Sơn. Vợ chồng anh có với nhau hai người con gái Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Trong một chuyến ra diễn ở Đức Bắc, khi anh hát, cô gái xinh đẹp đã lên sân khấu tặng hoa cho anh. Đêm diễn sau đó, cô gái ấy lại đến xem anh diễn và anh tặng hoa ngược lại cho cô. Hôn lễ của họ diễn ra rình rang, chú rể đón dâu bằng máy bay siêu sang. Cũng giống như cuộc hôn nhân đầu, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lại lao đầu vào kiếm tiền, thường xuyên lưu diễn nước ngoài, khiến hôn nhân rạn nứt dẫn đến chia tay. Tú, người vợ thứ hai vô cùng xinh đẹp, đến nay cô vẫn giữ được nét thanh xuân và vóc dáng thon thả dù đã hai lần sinh nở. Anh từng chia sẻ với báo giới rằng, chỉ có trong cuộc sống hôn nhân mới có nhiều điều có thể làm anh buồn. Sau mỗi lần đổ vỡ, anh lại cảm thấy hụt hẫng buồn bã. Từng có khoảng thời gian anh muốn buông bỏ tất cả, nhưng sau đó lại nghĩ thông và tiếp tục đứng dậy. Bởi cái gì cũng cần có cái số của nó. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, anh lại tiếp tục con đường ca hát, cống hiến cho đời. Hôn nhân lần hai tan vỡ, Kim Tử Long nhường tài sản cho vợ để nuôi nấng hai con. Anh quay về nhà của cha mẹ ruột ở quận 8 sinh sống và làm lại từ đầu. Hành động đẹp và quân tử của anh đã giúp mối quan hệ sau này của cả hai là bạn bè tốt. Và hai cô con gái cũng giữ được ký ức đẹp về bố mẹ. Hiện tại, người vợ thứ hai của Kim Tử Long sinh sống ở thành phố. Cô vẫn giữ nét thanh xuân phơi phới vô cùng xinh đẹp trẻ trung. Thi thoảng cô đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, cuộc sống vô cùng thoải mái.